các bạn. Sau một tuần chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái nhất là mẫu lồng khuyên của nhà mình. Và mẫu lồng sập đôi. Đấy, sập đôi hai mặt ấy. Đấy, thì là mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đấy, còn nếu những bạn nào mà muốn mua lồng thì mình sẽ để số điện thoại ở ngay bên dưới chỗ clip này, chỗ phần bình luận này, các bạn hãy xem và đặt. Và mình nói trước là riêng chiếc lồng nhà mình là lồng chào màu ấy là rơi vào 400, còn lồng chòe thì rơi vào 500, còn lồng khuyên thì mình ít làm lắm nên là mình cũng chưa biết là có làm nhận làm cho các bạn không. Nhưng mà nếu như mà mình làm ấy thì mình sẽ bán và chuyển cho các bạn theo đường bưu điện đấy, và các bạn sẽ nhận ở bưu điện và các bạn phải trả tiền ship ở bưu điện. Nhưng còn mình không trả tiền ship, mình chỉ làm bán lồng thôi. Còn ai muốn mua lồng thì mua, mà không mua thì thôi, bởi vì mình cũng không quan trọng, bởi vì mình làm để mình phục vụ của mình, bởi vì nhà mình rất nhiều chim bên này, các bạn xem rất nhiều chim này. Mình có rất nhiều luôn. Đấy. Không thiếu chim luôn. Nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn xem chiếc lồng của mình. Ok. Thưa các bạn, vừa nãy mình quên mất là mình giới thiệu lồng khuyên rồi lồng chào màu và lồng chào màu sập đôi của nhà mình. Mình quên mất chưa giới thiệu cho các bạn xem là lồng cu gáy, lục cu gáy nhà mình. Đây, trước khi đi xem thì mình cũng xin giới thiệu cái lục cu gáy của nhà mình là như này đây. Đấy, lục cu gáy của nhà mình làm thì rất là đơn giản thôi. Đấy, đây là cái lồng cũ thôi. Đấy, thế nhưng mà nhà mình làm theo kiểu cái mẫu này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, đây, lụp này đây. Đấy, chỉ việc đặt lên chỗ trên này thôi. Đấy, để sập. Đấy, đây là một tay của mình đang quay, nhưng mà mình ấy đấy, sập lụp cu gáy của nhà mình là mẫu kiểu mẫu lồng như này. Đấy, bây giờ chỉ còn lồng cũ thôi, bởi vì là làm đến đâu khách làm hết đến đấy rồi. Đấy, đây là kiểu mẫu rồi này. Đấy, chứ còn nếu mà làm thật sự của nó thì nó rất là đẹp, nó phải bọc lá móc các thứ như kiểu trên đây. Đây các bạn xem. Đây lụp cu gáy móc của nhà mình như này đây. Đấy, lụp lá rồi. Đấy, đây là chiếc lồng đấy. Đấy thì các bạn xem và nhớ ủng hộ cho mình nhá. Đấy. Đấy nhà mình chỉ có cái lồng như thế bởi vì là làm đến đâu khách làm đến lấy hết đến đấy rồi, cũng không có lồng mới để mà quay lên các bạn đâu. Đấy, còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái chiếc lụp cu gáy này. Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho mình nhá, và ấn cái nút chuông ở dưới. Đấy, thế thôi nhá. Và bây giờ mình sẽ đi giới thiệu cho bạn cái lồng bẫy chào màu rồi lồng bẫy vành khuyên và lồng bẫy hai mặt cho bạn xem nhá. Đấy, thế và bây giờ chúng ta đi nào. Thưa bạn, đây là chiếc lồng bẫy chào màu bằng vanh chân trâu này. Đấy, móc xoay 360 độ luôn. Đấy, nan inox. Đấy, rất là đẹp. Còn đây các bạn là đây, chiếc lồng khuyên của mình giới thiệu đây. Đây, nó rất là nhỏ luôn. Đấy, và có nhỏ hơn kích cỡ của chào màu luôn, nó cũng kiểu dạng như thế. Đấy, đây là lồng khuyên, đây là mình đã vào dầu rồi. Đấy, móc xoay. Đấy, còn đây là chiếc thứ hai đây này. Chiếc lồng này là lồng đôi của mẫu của nhà mình, tuy cái này nó cũ rồi bởi vì là lỗng mộc đôi nhà mình sập đôi, cửa đôi nhà mình như này. Đấy, bởi vì là nhà hết sạch lồng, bởi vì là người ta đến người ta mua sạch lồng nên là không có một cái lồng nào ở nhà, nên đây là cái lồng cũ của mình bỏ ra để mình sâu cho các bạn thôi, bởi vì là làm đến đâu khách lấy đến hết đến đấy rồi nên là không có lồng mới ở nhà, chỉ còn cái lồng cũ thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn mua, đây là mẫu lồng của mình nhá. Đấy, rất là nhạy luôn. Đấy, thế các bạn nhá. Đấy, đây là chiếc lồng của mình. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn test xem cái lồng này của mình như nào. Ok. Thưa các bạn,
Bây giờ mình sẽ cầm tờ 100 này và mình thử test vào cái lồng này, chỗ cầu sập này của nó, xem cái độ nhạy của nó nhá. Các bạn nhìn đây này. Thấy chưa? Đấy. Rồi.